mình sẽ cùng vào bếp với món há cảo. Nguyên liệu các bạn cần chuẩn bị cho mình ở đây thì gồm có thịt lợn xay, ở đây thì mình sử dụng thịt vai. Tôm, ở đây thì các bạn băm nhỏ các bạn nhé, mình sử dụng tôm sú băm nhỏ. Ngoài ra thì các bạn cần chuẩn bị cho mình nguyên liệu ở đây thì gồm có cà rốt, hành lá, hành củ, nấm mèo, có khuôn làm bánh các bạn nhé. Ngoài ra thì có cả bột gạo và bột lăng. Gia vị thì gồm có hạt nêm, tiêu, bột canh và dầu ăn các bạn nhé. Ngoài ra thì mình có sử dụng cả một cái chiếc cán bột. Để tí mình làm, mình cán bột các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi bắt đầu làm nhân các bạn nhé. Cà rốt thì mình sẽ bào sợi và thái nhỏ các bạn nhé. Các bạn thái nhỏ nấm mèo rồi băm nhỏ nhé. Hành củ các bạn đập đập thì thái nhỏ này. Và cuối cùng mình thái nhỏ hành lá. Sau khi thái nhỏ các nguyên liệu xong thì các bạn cho thịt và tôm vào. Giờ các bạn sẽ cho mình một muỗng cà phê, hạt nêm, hạt tiêu xay và một chút bột canh, dầu hào. Và các bạn trộn đều. Bây giờ thì các bạn sẽ cho bột vào dây cho mịn các bạn nhé. Để có những cái lợn cợn ở trên bột này. Nếu khi mình làm bánh thì nó sẽ mịn, nó không bị lợn cợn bánh. Sau đó các bạn sẽ cho giúp mình một chút muối vào nha. Các bạn sẽ sử dụng nước sôi để cho vào đây. Các bạn sẽ cho từ từ vào nha các bạn nha. Rồi sau đó các bạn trộn bột đều, trộn dần dần để cái bột của mình nó không bị lát. Bây giờ thì mình sẽ chuyển khối bột này ra cái tấm làm bánh này nha. Mình sẽ sử dụng một chút bột để làm áo nha, để làm cái bột của mình nó không dính nha. Đây là khối bột của mình sau khi đã làm mịn các bạn nhé. Mình sẽ sử dụng chia nhỏ. Ở đây đối với cái cây cán bột này thì các bạn có thể sử dụng cái phần bột xoa lên trên cái bề mặt của cái cây cá này, nó không bị dính bột các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ phủ một lớp bột ở dưới này. Rồi sau đó các bạn sử dụng cán nhé. Sau khi cái phần bột của mình được thế này rồi thì các bạn sẽ cho vào cái khuôn làm bánh. Đây. Rồi sau đó mình sẽ cho cái phần nhân này vào các bạn nhé. Đây. Các bạn thì cho cái phần nhân này vào. Rồi sau đó các bạn ép chặt. Và các bạn bỏ cái phần thừa, bột thừa này ra. Vậy là mình đã xong một cái bánh. Rồi sau đó mình sẽ để ra đây và làm tương tự với các cái bánh khác các bạn nhé. Đây là phần há cảo của mình sau khi đã làm xong. Và bây giờ thì mình sẽ mang đi để hấp các bạn nhé. Ở đây hấp thì mình chuẩn bị 1 lít nước nhé.
mình để ở bên dưới và sau đó mình đặt cái sừng hấp này lên. Các bạn sẽ quét một lượt dầu ăn lên trên bề mặt của cái sừng hấp để nó không bị bánh của mình nó không bị dính ra nhé. Sau khi quét dầu xong thì các bạn cho bánh vào đây nhé. Xếp một lượt ở trên cái bề mặt này thì bắt đầu mình các bạn đun nhé. Mình ở đây mình có chuẩn bị một cái vung thì các bạn sẽ cho một cái lượt vải ở trên bề mặt của vung nhé. Để cái nước nó bốc hơi lên nó không làm cái út cái bánh của mình nhé. Và bây giờ mình đun. Thì các bạn sẽ đun sôi. Thì mình sẽ tính sau bắt từ lúc bắt đầu sôi là mình sẽ đun vô tầm 15 phút các bạn nhé. Thì các bạn bánh các bạn sẽ được ăn các bạn nhé. Đây là thành phẩm của mình sau khi hấp chín các bạn nhé. Bánh của mình nó trong là bánh chín rồi nhé. Thì bây giờ mình sẽ bày ra đĩa để ăn nhé. Cái bánh nó trong này các bạn này. Nhân bên trong bây giờ thì mình sẽ cắn thử để xem cái phần nhân bên trong như nào nhé. Cái phần nhân bên trong cái vị nó rất là vừa, ngon, ngọt và thơm, mùi thơm. Đây các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình các bạn nhé.